sẽ tham gia ca sĩ bí ẩn. Với một cái giọng hát trời phú của Vi thì hôm nay chương trình cũng đã mời Vi đến để làm ca sĩ. Hãy chờ xem, tại vì mình có một cái giọng hát trời phú thì tất nhiên mới được mời đến ca sĩ bí ẩn rồi. Và giọng hát của Vi như thế nào chắc là mọi người cũng biết rồi đúng không? Nó quá là phổ biến và đại trà đi, cho nên là Vi nghĩ là mọi người hãy xem nha. Thật sự thì cá nhân Vi thì Vi nghĩ là cũng được thôi. Anh Tài, trời ơi, anh Tài hát hay lắm, em thích lắm, em có tim cho anh nè. Anh nói cái gì? Em nói là cái giọng ca của em thì coi như là nghe thì cũng được. Còn có ca sĩ tới đây hát, trời ơi, giọng ảnh hay lắm, xuất sắc lắm. Vậy mà anh nghe từ đằng xa, anh nghe nó đây có đặt cái hệ thống loa xuống dưới. Nghe nói là có người nói là giọng ca trời phú, giọng ca đặc biệt cho nên mới được mời vô ca sĩ. Em nè, ai kêu em vậy? Đi đâu vậy? Nè gì? Mới nghe luôn. Đúng rồi. Có bà con khen bà có giọng ca trời đánh lắm nè. Hả? Cái gì? Ủa? Đối với Di là bất chấp cây đàn luôn, hát không cần đàn. Không, em nói thiệt nha, em bị giống như là bị đa nhân cách á. Hồi nãy là một cái phần con người khác của em á. Phần con người khác của em á. Với một cái giọng hát trời phú của Vi thì hôm nay chương trình cũng đã mời Vi đến để làm ca sĩ. Chứ bây giờ em không biết gì hết, em vô ăn cơm. Đi đâu? Giờ này cơm chưa có. Ở đây ăn cháo đỡ đi. Thực sự là mọi người Vi rất là hâm mộ giọng ca của Võ Hạ Trâm cũng như là giọng hát tiếng đàn của anh Chí Tài. Cảm ơn. Nhưng mà Trâm là hâm mộ giọng ca của Vi lắm. Hâm mộ giọng ca của Vi lắm. Giọng ca của Vi là thức tỉnh mọi nhân loại luôn. Bây giờ nếu như lời em nói thì em chỉ cần hát một câu ngắn thôi. Yeah. Nếu mà em hát xong mà anh với chị Trâm vẫn còn đứng đây thì giọng hát em là trời phú. Còn nếu mà hát xong chưa hết câu thì không thấy ai, có nghĩa là trời gì. Trời đất. Tại vì anh đi anh sợ, đây nguy hiểm lắm. Đâu hát anh nghe mà nào. Bài tủ với em coi. Mọi người thấy nha, không phải là Vi muốn hát mà tại vì mọi người cứ bắt phải nghe được không, cái giọng nó. Em phải dùng cái chữ là yêu cầu. Yêu cầu. Chứ không ai bắt. Mọi người hâm mộ. Anh biết giọng em hay, yêu cầu em hát. Em sẽ hát một cái đoạn gọi như là tủ hot hit của em dạo gần đây. Okay. Em mượn dư tà tiên đấy thì sao nào? Em yêu anh, yêu anh đấy thì sao nào? Mới đi về đó. Thấy chưa? Bây giờ là mình sẽ hát nè. Giọng ca mình nó cũng bình thường thôi. Near, far, where. Mình kết hợp giữa hai cái phong cách Tây Nam Bộ đó, phong cách của phương Tây và phong cách của Việt Nam đó. Mình gọi là phong cách Tây Nam Bộ. 2, 3. Every night in my dreams I feel you. That is how I know you. Hết chưa? Cô ơi, đi về.